Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với tựa game Tree Bang 2. Hồi đó với giờ ở kênh mình đa số là quay kinh dị là nhiều các bạn. Ít khi nào chơi các tựa game mà FPS bắn súng lắm. Rồi lúc trước cũng có mà chơi chừng một hai game mà thôi à, chứ không có chơi nhiều. Hôm nay mình lên vô tình trên lên Steam á, mình thấy cái tựa game Tree Bang 2 mới ra và mình có cái trailer của nó thấy bắn súng cũng khá là hay các bạn. Để quyết định tải về chơi và quay lại cho các bạn xem như thế nào nha các bạn. Ok. Bây giờ mời các bạn cùng mình trải nghiệm con game Tree Bang 2 nha các bạn. Vào thôi. Hình như mình là một tù nhân hay sao ấy, thấy tay chân bị trói là hết, mình đi xe đẩy này. Bị nào giết vậy? Nó vô nó bắn mình à? Sao nó bắn mình đã? Nó đi ra là sao nhờ? Đấy, tay mình bị còng này. Chỉ đi thôi chứ mình chạy không được. Trốn 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 trốn. Trốn ngay, trốn ngay. Nếu mà đó không làm mà tụi nó đang tìm mình đấy. Đó là tiền mình đấy. Đó 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 đó, thấy chưa thấy chưa, đó là tiền mình đấy. Trốn thôi trốn thôi, lẹ lẹ lẹ. Hình như mà có khả năng tàng hình như sao ấy, mà bấm nút E này. Súng đây, có súng đây. Tụi mày tới công chuyện với tao rồi. Tao có súng rồi đây.
Mấy trượt như thế. Nó đang lùng sục mình các bạn ạ. Nó đang tìm mình đó. Đó, 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 đó. Đông thế. Ra đây, ra đây. Má bắn xuyên tường luôn ấy. Đồ à. Nghe tiếng bên đây nè, nghe tiếng bên đây nè. Đây, 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 đây. Mày á mày. Động lắm. Dạ dạ trời ơi, thấy nó bắn chưa? Mày á mày. Ây da. Má bắn căng vãi rồi. Má ca mà Má ca mà Còn thằng này thì AK với tao nè. Đây thì AK này. Bố có AK nhá. Giáp, giáp, giáp. Chris. Này mình có rồi. Giáp đầy rồi. Cứ từ từ thôi nào. Giáp nhiều lắm. Đây là, đây là, đây là. Đây. Đây.
đồng lắm mấy fan à, đồng lắm mấy fan à, đồng lắm mấy fan à. Mày đó mày. Sao? Khá đấy. Mà chưa làm được ăn đâu. Chưa làm gì được ăn đâu. Khá đấy. À có kiên à. Nó có kiên mấy ông à. Mày kiên với tao à. Kiên hộ bố mình coi. Thôi không lấy sọt gần đâu, sọt gần là phải bắn gần. Mỗi lần thấy cái auto save là biết rồi đó. Hú hồn má ơi, tưởng nào chứ. Rút cái kiếm ra. Ôi ghế gì kìa. Middle à. Rút cái kiếm ra, rút cái kiếm ra. Rút cái kiếm không thân với mày. Low motion mấy fan à. Một súng gì ngon vậy? Nhỏ lắm ta. Một súng ít đạn quá. Nguyên một kho vũ khí luôn. Shotgun này.
gì đúng ta? Súng lục quá à? Nói đi. Ừ. Ngon lành ngay. Dạ. Yeah. Có hai súng rồi đó. Bắn súng kia thử coi. Auto save rồi đó. Da. Xuống rồi bắn nhanh nó giật lắm. Còn nữa nha, còn nữa nha. Còn thằng nó đang núp rồi nè. Súng là vẫn thấy ngon hơn nha, súng kia giật quá. Súng là bắn thường viên được. Dùng nó bắn xa ấy. Lì nha. Nó hết đạn luôn rồi. Có đạn không? Hết đạn rồi mấy ông à. Yeah.
tàn rồi. Đây đây đây, bên đây là bên đây. Cái lụm súng ở mấy này có đạn không? Đây đầy đạn rồi nè. Đâu nào đâu ra đây. À bên đây, bên đây, bên đây. Cái đầu nữa con. Ồ quăng bom, người đó quăng bom chứ. Sao lên cho bay nè. Đuổi gì vậy? Súng lục à? Ô oh. Đâu có nâng cấp được gì đâu. Nè à. Nâng cấp được gì không? Không được hả? Không được gì hết. À cái bẫy của tụi nó đấy. À vô bẫy của nó rồi. Đây là bên đây à. Đâu rồi? Còn đó là chỉ rồi nè. Còn nào biết không? Okay.
Em sao im lặng quá vậy? Attention all units, we have confirmation that subject 106 is in the loading bay. CR1, you need to move in now. Đây đồ khá là nhiều nha. Má nghe tiếng gì vậy? Không. À, nghe cái tiếng thằng máy là nghi nghi rồi. Đó. Đó thằng máy rồi gì? À, bên đây rồi. Mày hả mày? Thống hộ toàn cái. Đó là hết đạn rồi, mấy fan nè. Nữa kìa. À, đồng lắm. Đâu còn nữa không? Control, this is Sierra 4 actual. Sierra 3 is KIA. Còn nữa không? Ra luôn. Đó là. Ra đây. Alpha 3, watch for friendly fire. 106 is approaching the helipad. Make sure he extracts safely. Còn nữa à?
thoát rồi, thoát rồi. Hold your fire. Get inside the chopper 106. We're gonna get you out of here. Cuối cùng thoát một mũi rồi các bạn à. This is Alpha 3, moving into the compound. Chắc mình đang đi qua mặt thứ hai hay sao ấy. You want vengeance. So do we. Hồi nãy là cái mày hồi nãy là mình dựng ngục nha. Mình bị bắt là mình thoát ra khỏi cái nhà tù của nó. Đồ đạn gì không? Súng ống nâng cấp gì không? Let's get you properly suited up. Kim nắp này. Cái gì này? À, cho đồ chọn đồ này. Nó lành liền. Ta đâu đẹp ta? Mày đi. Mày đi. Mày đi. Ok. Đi thôi. Này đã xong rồi nè. Chắc giờ tới này nè. Vô thôi. Giờ sẽ đi ra máy bay nha. Có mỗi hai súng mình không chứ có gì đâu. Horizon's good as dead now that you're on the team. Rồi sao ra? Ok, bye bye coi. À đây nè, đây đâu rồi.
Còn nào không? Hết rồi ở trên đông lắm. Từ từ lên, tôi bắt trên đây nè. Chết hết rồi. Đông lắm mấy fan à. Nào không? Á à, đồng quái cức. Á bay bay à? Tôi xếp rồi. Đó. Đấy, bom kìa.
này bên mình này, là bên mình. Á, à, lộn lộn. Mấy em nữa xử tụi nó. Vô cho đi vô với. Trời phá luôn hả? Không được gì vậy? Không được gì vậy? Đâu đây? Đây đây đây, cái gì đây nè. Ây da, ây da. Ngoài kia nó bắn vô, ngoài kia nó bắn vô. Ngoài này nó bắn vô, ngoài đây nó bắn vô. Ủa, súng gì ngon thế? Lên lầu xử luôn cái rồi. Lầu xử nó luôn. Đây là bên đây, là bên đây, là bên đây. Đâu chưa rồi? Cái gì vậy? Đây em nhìn là mấy chiến sĩ mà bị hy sinh á.
Người ta mới chính sẽ hy sinh hay sao? Ôi! Lóc à? Hard quá. Nghe tiếng chạy rồi, nghe tiếng chạy. Còn nào không? Đứng canh tàu à? Ồ, giảm thanh à? Giảm thanh của giảm thanh của cái kia, của súng sụp gân. Có gì hết? Ê, đau lắm, đau lắm. À, đụng rồi, đụng rồi, đụng rồi. Trúng ổ đó mà. Đồng hả? À, đồng hả? Mấy cái thằng này là mấy này nó dài lắm, mấy này chắc có sụt gân mới thọc được nó hay sao ấy. Vậy đâu đây, cái gì đâu nữa không? Side with you and volunteer for the Pandora Institute.
Trời. Má bom kìa. Ở đây. Chết hết 18. Nghe tiếng chạy nha, còn nha. Á, đạn ít vậy. Đi ra quá nhở. Nó chạy tới rồi. Đây mày. Đồng thế. Trời ơi tao. Đó.
Con cái này, con cái này. Don't worry, we'll keep the exterior locked down tight so you don't get blinds. Có gì lắm được không? Ê. It took a lot of guts for you volunteers to sign up here. And for you have my gratitude. Countless lives will be saved because of your selflessness. Hai thằng. Hey, you hit the fuck. Nó quăng bom. Đây thấy ai không? Chui vô à? Chui hổ tao cái. Chui hổ tao cái. Còn nữa không? Nó đề toàn là sát không à. Đây là một nơi trị liệu hay gì mà thấy toàn là chùm mền không à. Chùm mền này chắc là ngấm rồi. Chùm mền vậy khả năng cao là ngấm rồi. Lóc rồi, lóc rồi, chắc chỉ mỗi đường này thôi. Nghĩ chắc mỗi đường này vô thôi. Nó nhạc ghê vậy. Nó như bị đập chùm à. Ai vậy? One zero six, man of the hour. I'll get that elevator unlocked for you. Oh, bán rồi nào? I got it. Oh, bán rồi. According to the schematics, this elevator is going to take you straight to the basement. It's probably flooded with grunts right now, but that shouldn't be a problem for a super soldier. Má ơi, Super Solider. Nó kìm đi thẳng ra luôn. Nếu không mà mình sẽ gặp cái gói con Super Solider gì đó. Rồi gặp chùm rồi. Á, gặp chùm rồi. Nó đưa mình xuống tầng hầm. Super Solider. Rồi, tới công chuyện rồi đó. Đấy. Cái gì hơn ngàn ký rồi vậy? Welcome to site 97. Á gì vậy? Giống game kinh dị vậy? Tôi đang chơi game súng mà. Please continue.
consider taking a break. Reset à? Lockdown sequence aborted. Reinitializing. À, nó vô rồi. Shooter side at a checkpoint Maxwell. We use some reinforcements over here. À, đồng lắm đây. Ôi dồi, má không gì vậy? Đồng má. Ủa, có gì vậy? Quái chết. Ủa, có gì vậy? Ủa, tao chơi, đang chơi game bắn súng mà, tao phải chơi game kinh dị đâu. Ở giờ tôi không biết sử dụng lựu đạn sao luôn nha. Có sử dụng lựu đạn sao à? G. Lựu đạn là G. Ủa? Như quan chức lại có chi vậy? À, nãy tôi gặp cái con gì ấy? À, chuẩn bị kinh dị rồi, không còn game bắn súng nữa đâu. Tôi nghĩ nó không còn game bắn súng nữa đâu. À, nó xếp lại rồi kìa. Con quỷ đi đâu rồi? Ồ, má nó giết con này kìa. Cháy luôn. Trời ơi, bãi cứt. Cái gì? Ê, có tiếng đi à, có tiếng đi à. Má nó bị vô đây à. Tôi đi ra ngoài cho ăn mấy phải. Nói gì ghê vậy? Dr. Kaufman, pick up line 3. Dr. Kaufman, please pick up line 3. Nói chuẩn bị kinh dị rồi mấy ông à. Có game bắn súng rồi. Hiểu game kinh dị rồi. Chưa xong đâu. Nó xong đâu. Má thằng máy hư rồi. Má nào hét ghê vậy. Má ghê vậy. Má cái này là tiếng là bị con kia nó giết này. Má cái bộ đàm con này nè, tiếng hát bộ đàm này này. Quái đâu mà ra đây. Mày ra đây. Chắc tao sợ mày ấy. Nghĩ tao sợ mày à. Ô mẹ ơi. Gì thế này?
ấy. Mẹ nó cái gì vậy? Quá đông chứ gì? Ê. Má còn nữa kìa. Ây da. Má ơi cái gì vậy? Trời ơi, kinh dị rồi. Đó là game bắn súng rồi mấy ông à. Chỉ có kinh dị con mẹ nó rồi. Hết súng luôn rồi. Hết đạn mẹ nó rồi. Má nó nghe tiếng rồi đó. Má nó nghe tiếng chòe gì trong đây nè. Đó nghe tiếng đây nè. Đâu mày ra đây. Gần à. Đó sợ gần không ta? Á à, cái gì ghê quá vậy? Được.
6. Nó ghê vậy? He's dead. There's nothing we can do for him. Pick up his flash drive. Có một cái medal gì nữa này. Your next objective is to destroy the subject. Horizon's gone too far. We can't let this thing escape. I've got a plan. Arm up. You'll be going down to the reactors next. What's the mic gonna do here? The pressure. À, nghe tiếng rồi đó. Nghe tiếng rồi đó. Should be large enough to destroy this facility and the subject along with it. Why are you gay, yay? Alert. Maintenance team required at reactors 1, 2, 3, and 4. Mình áp điện đỏ rồi không ta? Mình xài súng này ta? Không có xài súng này đi nhờ. Ghê gì? Má cái tiếng gì ghê vậy? Bắt đầu. Find any infected personnel, throw them into the reactor. That should trigger an overload. Đây mày, ở đây. Chạy. Ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Chạy man.
kê. Trời má ơi, kinh khủng thiệt. Đi đâu đây? Not even 1 week since your escape and you've already destroyed one of my facilities. Allow me to make one thing clear, Six. You were never supposed to be a weapon. Rise and survivors now. We'll arrive momentarily. Elevator's coming up. Wait. Picking up a signal from 106. How are you? You're still with us. We're almost done, just getting everyone ready to extract. This is gonna be one hell of a debrief. Mighty fine work you did down there. Kinh quá. He's on his way now to pick you up first. He'll see you later. Ủa, em gà khỏi tay anh ơi. Má này toàn là cái gì đâu không à. À, nó lên đó, nó lên đó, nó lên đó. Phát đạn rồi man. Thả tao ra. Đâu rồi mày, đâu rồi? Má sao giết nó vậy? Má còn 12 viên đạn hả? Đâu rồi? Còn 2 viên đạn à, sao chết? Ủa chết hả? Hên thế? Má này tiếng chạy ra vậy? Má này tiếng chạy của ai nè? Má này tiếng chạy của ai nè? Nghe tiếng chạy của ai này? Vậy sao ra? Ra được rồi nè.
Cứu em anh ơi! Cứu em anh ơi! Qua đây mà. Số mày chạy dữ đi ha. Chỉ mình đi xuống dưới đây à. Ở đây là chắc an toàn rồi. Đây chắc mình nói với mình chơi tới đây ha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo ha, phần thứ hai ha. Cái game mà lúc đầu mình vô mình tưởng nó chỉ là game bắn súng đó các bạn, mà không phải đâu. Súng gì má, gần cuối game cái hả, trời ơi toàn là quái vật không các bạn, toàn là quái thú không à, không phải là game bắn súng đơn thuần như là vượt ngục cái gì đâu. Căng vãi nồi ra thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở phần thứ hai nha. Ok, bye bye các bạn.